When we build a business, it khi will chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp, nó sẽ dành cho tất cả mọi người trong toàn cầu. Thứ duy nhất bạn cần là một chiếc điện thoại di động để có thể làm việc với công ty của chúng tôi. Mục tiêu là cả một bầu trời rất cao. They are so high. We will give all members a revolution to take care of your income in a streamlined way, in real time. Our own system involving cryptocurrency, and it will be the fastest way and the most secure way ever in an online networking company, in a crowd marketing company. Chào mừng bạn đến với trực tiếp Khai Quang tại Dubai. The chance to have a second business, to have another leg standing on when it's tough times, to have a good chance to get in the money that you need for yourself and your family. Cho bản thân và gia đình của mình. To stand here to talk to you, it's something so special. Đứng ở đây để nói chuyện với bạn là một điều gì đó thật đặc biệt. Bởi vì chúng ta gặp gỡ mọi người, chúng ta thay đổi mọi người một cách độc lập về nơi chúng ta đến. Và các bạn sẽ lên tàu trước. Bạn nghĩ sao? But you think this will be a year from now with hundreds and hundreds of millions of people on board? Khi tôi bắt đầu hỗn hợp, điều này sẽ phát triển lớn. Công ty sẽ có những thách thức, chúng tôi sẽ giải quyết chúng. Chúng tôi sẽ vượt qua chúng, nhưng tất cả những gì bạn cần tập trung là vượt qua mục tiêu của bạn. Bạn có cùng tôi không? Bạn có định làm điều gì đó không? Are we gonna do it? Cảm ơn tất cả mọi Thank người. You everybody. A lot of people have been having a really tough year. Rất nhiều người đã có một năm really thực sự khó khăn. Một năm thực sự khó khăn. Nhưng thật tốt khi biết rằng really chúng tôi có thể đã giúp hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn người, hàng triệu người có cuộc sống tốt hơn trong năm nay. Và tôi không chắc điều này sẽ tiếp diễn trong bao lâu. Nhưng một doanh nghiệp như thế này chưa bao giờ quan trọng hơn. Và chúng tôi với tư cách là một công ty, chúng tôi sẽ làm việc ngày và đêm để cung cấp cho tất cả các thành viên trong công ty, cung cấp cho họ một công việc kinh doanh tốt nhất. Business.